Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị chương 12, 13, 14 của cuốn sách kinh điển về đầu tư, Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 12, những điều cần được suy xét về lợi tức trên một cổ phiếu. Lời khuyên cho nhà đầu tư về lợi tức cổ phiếu. Nhà đầu tư được khuyên không nên quá coi trọng lợi tức trong ngắn hạn. Thay vì chỉ tập trung vào lợi tức trong một năm đơn lẻ, nhà đầu tư cần đánh giá dựa trên kết quả dài hạn và tiềm năng phát triển trong tương lai. Các báo cáo tài chính quý, đặc biệt là các báo cáo tài chính năm, thường thu hút sự chú ý của giới tài chính. Điều này có thể tác động đến suy nghĩ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, những con số ngắn hạn này có thể dễ dàng gây hiểu lầm hoặc làm lệch hướng quyết định đầu tư. Nếu nhà đầu tư thực sự quan tâm đến lợi tức ngắn hạn, họ cần cảnh giác với các con số có thể bị bóp méo hoặc không phản ánh đúng bản chất của lợi nhuận thực. Ví dụ về báo cáo lợi tức của Anco năm 1970. Anco công bố lợi tức của mình trong năm 1970 và quý 4 với nhiều số liệu khác nhau, từ 70 cent đến 6,32 đô la mỗi cổ phiếu. Điều này gây khó khăn trong việc xác định lợi tức thực sự của công ty. Báo cáo lợi tức có sự pha loãng do Anco phát hành các trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, làm giảm mức lợi tức trên mỗi cổ phiếu. Ví dụ này minh họa rằng các nhà đầu tư cần phải đọc kỹ các chú giải trong báo cáo tài chính để hiểu rõ tác động của các yếu tố như pha loãng cổ phiếu và chi phí đặc biệt lên lợi tức công bố. Chi phí đặc biệt và vấn đề kế toán. Chi phí đặc biệt là các chi phí không thường xuyên và không định kỳ nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến lợi tức báo cáo của doanh nghiệp. Anco đã khấu trừ 18,8 triệu đô la trong quý 4 năm 1970, chủ yếu từ việc đóng cửa một số bộ phận kinh doanh. Tuy nhiên, các chi phí này đã được dự phòng trước cho các khoản lỗ trong tương lai, làm tăng lợi tức báo cáo trong tương lai. Điều này đặt ra câu hỏi liệu các chi phí đặc biệt có nên được tính vào lợi tức thực của các năm đó hay không, và liệu các khoản lợi nhuận trong tương lai có thể bị ảnh hưởng bởi cách xử lý của các chi phí này. Lợi nhuận thực sự và tác động của các yếu tố kế toán. Các nhà đầu tư cần phải cảnh giác với các yếu tố kế toán có thể làm lệch lợi tức trên mỗi cổ phiếu, như các chi phí đặc biệt, yếu tố pha loãng và các khoản khấu trừ thuế từ những năm trước. Một ví dụ khác được đưa ra là công ty Chain khi họ đã thay đổi phương pháp khấu hao tài sản từ phương thức tăng tốc sang phương thức tuyến tính. Điều này làm tăng lợi tức của năm 1969 thêm 20%. Các yếu tố khác như lựa chọn giữa phương pháp FIFO và LIFO trong việc định giá hàng tồn kho cũng có thể tác động lớn đến lợi tức báo cáo. Sử dụng lợi tức trung bình để đánh giá dài hạn. Một trong những phương pháp tốt nhất để đánh giá sức mạnh tài chính của một công ty là sử dụng lợi tức trung bình trong một thời gian dài, thường là từ 7 đến 10 năm. Điều này giúp làm phẳng các biến động ngắn hạn do chu kỳ kinh doanh và giúp nhà đầu tư có cái nhìn chính xác hơn về sức kiếm lời của một công ty. Lợi tức trung bình cũng giúp xử lý các chi phí và tín dụng đặc biệt, bởi vì hầu hết các chi phí và tín dụng này thường là một phần của hoạt động lâu dài của công ty. Đối với Anco, lợi tức trung bình trong giai đoạn 1961-1970 là 3,62 đô la trên một cổ phiếu và trong giai đoạn 1964-1970 là 4,62 đô la trên một cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng lợi tức trong quá khứ. Khi đánh giá một công ty, tốc độ tăng trưởng lợi tức trong quá khứ là một yếu tố quan trọng. Nhà đầu tư có thể so sánh mức lợi tức trung bình của 3 năm gần nhất với mức lợi tức trung bình của 10 năm trước để tính toán tốc độ tăng trưởng của công ty. Anco, theo phân tích của chương này, có tốc độ tăng trưởng lợi tức vượt trội trong giai đoạn năm 1958 đến năm 1970, cao hơn cả Sears Roebuck và chỉ số DJIA. Tuy nhiên, giá của cổ phiếu Anco trong năm 1971 lại không phản ánh tương xứng với tốc độ tăng trưởng lợi tức này, cho thấy phố Wall có cái nhìn bi quan về triển vọng lợi nhuận tương lai của công ty này. Bình luận về lợi tức thực sự và định giá cổ phiếu. Câu hỏi đặt ra là lợi tức thực sự của Anco trong năm 1970 là bao nhiêu? Nếu tính cả các yếu tố pha loãng và chi phí đặc biệt, lợi tức thực sự của công ty có thể khác so với con số được công bố. Đối với nhà đầu tư, điều quan trọng là phải hiểu rằng các yếu tố kế toán như chi phí đặc biệt có thể làm méo mó kết quả tài chính của công ty và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Phố Wall thường đặt kỳ vọng quá cao vào lợi tức tương lai, điều này có thể dẫn đến việc định giá cổ phiếu không chính xác. Ví dụ, Anco từng được định giá quá cao vào năm 1959, nhưng đến năm 1970, giá cổ phiếu đã giảm một nửa. Tầm quan trọng của việc đọc kỹ các báo cáo tài chính và chú giải. Nhà đầu tư cần đọc kỹ các chú giải trong báo cáo tài chính, đặc biệt là phần liên quan đến phương pháp kế toán, chi phí đặc biệt và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lợi tức. Những thay đổi trong cách kế toán của công ty như cách công nhận doanh thu, khấu hao tài sản hoặc xử lý hàng tồn kho có thể tác động lớn đến kết quả tài chính. Kết luận, chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ các yếu tố kế toán và lợi tức thực sự của một công ty. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào các yếu tố lợi tức ngắn hạn mà cần xem xét các số liệu trung bình dài hạn, tốc độ tăng trưởng và ảnh hưởng của các chi phí đặc biệt, yếu tố pha loãng và phương pháp kế toán đến lợi tức. Chương 13. So sánh 4 công ty niêm yết. Giới thiệu 4 công ty được chọn. Chương 13 bắt đầu với việc trình bày ví dụ về phân tích chứng khoán bằng cách chọn ra 4 công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Các công ty này bao gồm Eltra Corp, Emerson Electric, Emery Air Freight và MH Corp. Sự lựa chọn này mang tính ngẫu nhiên và dựa trên việc chúng đều được xem là những công ty thành công trong ngành của mình. Eltra là kết quả của việc sáp nhập giữa Electric Autolite và Mergenthaler Linotype. Emerson Electric là một nhà sản xuất lớn các sản phẩm điện và điện tử. Emery Air Freight là một công ty vận chuyển hàng hóa nội địa bằng đường hàng không. Còn MH khởi đầu với vai trò nhà sản xuất máy đóng chai và sau này đã mở rộng kinh doanh vào các thiết bị xây dựng. Phân tích các số liệu tài chính. Bảng 13.1 tóm tắt các dữ liệu tài chính của 4 công ty vào cuối năm 1970, bao gồm doanh thu, lợi nhuận và hệ số giá trên lợi tức. Một điểm nổi bật từ phân tích này là sự khác biệt đáng kể trong tỷ số giá trên lợi tức của các công ty. Eltra và MH có hệ số giá trên lợi tức khá thấp, lần lượt là 9,7 và 12, trong khi Emerson và Emery lại có hệ số rất cao là 33 và 45 lần. Điều này cho thấy thị trường định giá cao hai công ty sau do tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Tuy nhiên, cả 4 công ty đều thể hiện những kết quả hoạt động thỏa đáng và có điều kiện tài chính tốt. Các chỉ số hoạt động. Chương này tiếp tục đi sâu vào các chỉ số hiệu suất hoạt động của từng công ty. Khả năng sinh lời. Tất cả các công ty đều có tỷ suất lợi nhuận cao trên giá trị sổ sách, nhưng Emerson và Emery thể hiện tốt hơn hẳn. Thông thường, tỷ suất lợi nhuận cao thường đi kèm với tốc độ tăng trưởng lợi tức trên một cổ phiếu. Điều này đúng với cả 4 công ty, ngoại trừ Emery, nơi lợi nhuận trên giá trị sổ sách giảm trong giai đoạn 1961-1969. Độ ổn định được đo bằng mức giảm lợi tức lớn nhất trong 10 năm. Eltra và MH đã thể hiện mức độ suy giảm tương đối nhẹ trong năm 1970 so với mức trung bình 3 năm gần nhất. Điều này thể hiện rằng các công ty có độ ổn định tương đối tốt, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thị trường biến động. Tăng trưởng. Hai công ty có hệ số giá trên lợi tức thấp là Eltra và MH vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá tốt, vượt qua chỉ số Dow Jones. Eltra đặc biệt đã có mức tăng trưởng ấn tượng khi so sánh với hệ số giá trên lợi tức thấp nhất của nó. Trong khi đó, hai công ty có hệ số giá trên lợi tức cao là Emerson và Emery cũng thể hiện khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Vị thế tài chính. Cả 3 công ty sản xuất Eltra, Emerson và MH đều có vị thế tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ tài sản hiện tại trên tài sản nợ hiện tại cao hơn mức tiêu chuẩn 2/1. Điều này cho thấy các công ty này có khả năng thanh toán tốt. Emery Air Freight có tỷ lệ này thấp hơn, nhưng với sổ sách tài chính lành mạnh, công ty không gặp khó khăn trong việc huy động vốn khi cần. Nợ dài hạn của cả 4 công ty đều ở mức tương đối thấp, cho thấy họ có khả năng quản lý nợ tốt. Cổ tức. Lịch sử trả cổ tức của các công ty cho thấy sự ổn định tài chính của họ. MH có thành tích tốt nhất khi không trì hoãn bất kỳ khoản thanh toán cổ tức nào kể từ năm 1902. Eltra cũng có lịch sử trả cổ tức rất tốt, trong khi Emerson Electric và Emery Air Freight có mức độ ổn định thấp hơn. Mức chi trả cổ tức của cặp công ty có hệ số giá trên lợi tức thấp là Eltra và MH cao hơn gấp đôi so với cặp công ty có hệ số giá trên lợi tức cao là Emerson và Emery, phản ánh tỷ lệ giá trên lợi tức của chúng. Lịch sử giá. Một yếu tố ấn tượng khác được phân tích là mức tăng giá cổ phiếu của cả 4 công ty từ mức thấp nhất đến mức cao nhất trong vòng 34 năm. Eltra và MH đã giảm hơn 50% giá trị trong giai đoạn sụt giá từ năm 1969 đến năm 1970. Tuy nhiên, Emerson và Emery có sự sụt giảm ít nghiêm trọng hơn và nhanh chóng phục hồi. Đặc biệt, Emerson đã đạt mức giá cao mới vào cuối năm 1970 và Emery vào đầu năm 1971. Đánh giá tổng quan. Chương kết luận rằng mặc dù Emerson và Emery có vẻ hấp dẫn hơn trên thị trường chứng khoán nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng tạo lợi nhuận, Eltra và MH là những lựa chọn đầu tư an toàn hơn. Nhưng nhà đầu tư thận trọng sẽ lựa chọn Eltra và MH vì giá của chúng phản ánh gần hơn giá trị thực tế của tài sản. Cả hai công ty này đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đầu tư phòng vệ, bao gồm quy mô phù hợp, vị thế tài chính mạnh mẽ và sự ổn định về cổ tức và lợi nhuận. So sánh và quan điểm đầu tư. Trong phần cuối, tác giả nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư thận trọng nên tập trung vào giá trị thực tế thay vì bị cuốn theo các xu hướng tăng trưởng ngắn hạn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những nhà đầu tư muốn tránh rủi ro và bảo vệ vốn. Mặc dù Emerson và Emery có thể hấp dẫn hơn đối với những người tìm kiếm lợi nhuận cao, nhưng nhà đầu tư nên cẩn thận trước sự hưng phấn quá mức của thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong những thời điểm bất ổn. Kết luận, chương 13 cung cấp một cái nhìn chi tiết về cách phân tích 4 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa việc đầu tư vào các công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng so với các công ty có giá trị ổn định. Chương 14. Lựa chọn chứng khoán đối với nhà đầu tư phòng thủ. Hai cách tiếp cận đầu tư phòng thủ. Nhà đầu tư phòng thủ có hai lựa chọn chính trong việc tạo danh mục cổ phiếu đa dạng. Cách tiếp cận thứ nhất là mua một danh mục đại diện của các cổ phiếu hàng đầu, bao gồm các công ty tăng trưởng nhanh và các công ty ít phổ biến hơn nhưng có giá rẻ hơn. Cách đơn giản nhất là mua tất cả 30 cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA), mỗi loại một số lượng nhất định. Ví dụ, 10 cổ phiếu với giá trung bình $900 sẽ tốn khoảng $16.000 cho một danh mục đầy đủ. Cách tiếp cận thứ hai là áp dụng một bộ tiêu chuẩn định lượng khi mua cổ phiếu, đảm bảo rằng công ty đạt tối thiểu về chất lượng và số lượng, xét về kết quả hoạt động quá khứ, vị thế tài chính, lợi tức và giá trị tài sản. Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu. Nhà đầu tư phòng thủ có thể áp dụng 7 tiêu chí sau để lựa chọn cổ phiếu phù hợp. Quy mô doanh nghiệp. Các công ty nhỏ thường gặp nhiều biến động, không phù hợp với các nhà đầu tư phòng thủ. Do đó, nhà đầu tư nên chọn các công ty công nghiệp có doanh thu tối thiểu $100 triệu và các công ty dịch vụ cộng đồng có tổng tài sản ít nhất $50 triệu. Tình hình tài chính mạnh mẽ. Đối với các công ty công nghiệp, tài sản hiện tại phải ít nhất gấp đôi nợ hiện tại, tỷ lệ 2/1. Ngoài ra, nợ dài hạn không vượt quá vốn lưu động. Đối với các công ty dịch vụ công cộng, nợ không được vượt quá 2 lần vốn cổ phần. Sự ổn định lợi tức. Công ty phải có lợi tức ổn định trong mỗi năm của 10 năm gần đây. Điều này thể hiện sự nhất quán và khả năng vượt qua khó khăn kinh tế. Lịch sử trả cổ tức. Cổ tức phải được chi trả liên tục trong ít nhất 20 năm. Điều này cho thấy sự cam kết của công ty với cổ đông và khả năng tài chính bền vững. Tăng trưởng lợi tức. Lợi tức trên một cổ phiếu phải tăng ít nhất 1/3 trong 10 năm gần đây, sử dụng mức trung bình của 3 năm đầu và 3 năm cuối kỳ để đánh giá. Tỷ lệ giá trên lợi tức hợp lý. Giá cổ phiếu không được cao hơn 15 lần lợi tức trung bình của 3 năm gần nhất. Điều này giúp tránh mua vào các cổ phiếu có giá quá cao so với lợi tức mang lại. Tỷ lệ giá trên giá trị tài sản vừa phải. Giá cổ phiếu không được lớn hơn 1,5 lần giá trị sổ sách. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ giá trên lợi tức thấp hơn 15, nhà đầu tư có thể chấp nhận tỷ lệ giá trên giá trị tài sản cao hơn. Quy tắc chung là tích của hai tỷ số này không được vượt quá 22,5, ví dụ 15 lần lợi tức và 1,5 lần giá trị tài sản. Nhận xét về tiêu chí lựa chọn. Các tiêu chí này giúp loại bỏ các công ty quá nhỏ, tài chính yếu, có tiền sử thâm hụt hoặc không có lịch sử trả cổ tức ổn định. Điều này đảm bảo nhà đầu tư phòng thủ tránh được rủi ro không cần thiết và không bị cuốn theo các cổ phiếu tăng trưởng cao nhưng giá quá đắt. Tiêu chí về tài chính đặc biệt quan trọng vì một số công ty lớn đã giảm sức mạnh tài chính hoặc vay nợ quá mức trong những năm gần đây. Ví dụ, áp dụng vào DJIA. Khi áp dụng các tiêu chí trên vào 30 cổ phiếu của DJIA vào cuối năm 1970, tất cả các cổ phiếu đều đáp ứng được các tiêu chí này ở mức tổng quát, nhưng chỉ có 5 công ty đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu, bao gồm American Can, American Can, Anaconda, Swift và Woolworths. Những công ty này có kết quả tài chính tốt hơn mặt bằng chung của DJIA, trừ việc tốc độ tăng trưởng trong quá khứ thấp hơn một chút. Đầu tư vào công ty tài chính và công ty đường sắt. Công ty tài chính. Đầu tư vào các công ty tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, hội tiết kiệm và cho vay đòi hỏi phải chú ý đặc biệt đến tình hình tài chính vì họ không sở hữu nhiều tài sản cố định. Đầu tư vào những công ty này cần phải đảm bảo sự lành mạnh tài chính vì các công ty này dễ chịu rủi ro về vốn lưu động hơn so với các công ty sản xuất. Công ty đường sắt. Đầu tư vào ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn cho sự cạnh tranh gay gắt từ các phương tiện vận tải khác và sự điều tiết nghiêm ngặt. Do đó, không có lý do thuyết phục nào để nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu đường sắt trừ khi giá trị của chúng cực kỳ hấp dẫn. Đa dạng hóa. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là cách bảo hiểm an toàn nhất chống lại rủi ro mắc sai lầm trong đầu tư. Thay vì tập trung vào một cổ phiếu duy nhất, việc sở hữu nhiều cổ phiếu trong nhiều ngành công nghiệp giúp nhà đầu tư tăng cơ hội tìm được những siêu cổ phiếu với khả năng sinh lời cao. Đặc biệt, nhà đầu tư phòng thủ có thể sử dụng quỹ chỉ số chi phí thấp để sở hữu toàn bộ thị trường và đảm bảo họ không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư tốt. Kết luận, chương 14 nhấn mạnh vai trò của việc cẩn thận và thận trọng trong đầu tư đối với nhà đầu tư phòng thủ. Graham đưa ra hai cách tiếp cận. Nhà đầu tư có thể đơn giản mua danh mục một cổ phiếu hàng đầu trong chỉ số Dow Jones hoặc áp dụng các tiêu chí định lượng để đảm bảo chất lượng và giá trị của từng cổ phiếu. Các tiêu chí như quy mô doanh nghiệp, tình hình tài chính, sự ổn định lợi tức, lịch sử cổ tức và tỷ lệ giá trên lợi tức hợp lý là các yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư tránh rủi ro và chọn được những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Bên cạnh đó, chương này cũng cảnh báo về việc đầu tư vào các công ty tài chính và ngành đường sắt do các rủi ro đặc thù của họ. Quan trọng hơn cả, Graham khuyến nghị nhà đầu tư phòng thủ nên đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội tìm được các cổ phiếu siêu lợi nhuận. Đa dạng hóa không chỉ là một công cụ bảo vệ vốn mà còn là cách để tận dụng những lợi thế tiềm ẩn từ thị trường. Cuối cùng, Graham nhấn mạnh rằng trong dài hạn, cách tiếp cận phòng thủ thông qua việc áp dụng các tiêu chí rõ ràng và đa dạng hóa sẽ giúp nhà đầu tư đạt được sự ổn định và an toàn trong đầu tư, thay vì chỉ chạy theo các cuộc phiêu lưu rủi ro. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm thêm những video hữu ích gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series Đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích, giúp các anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc để có được những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại!